hai con cá câu được cả một con rồng lên vậy? Văn đạo bàn kê thạch, đại điếu bổn vô câu. Chào mừng đến. Người đến là ai? Ta là Ngao Bính của Long tộc. Kim Ngư là... Ta đi tìm phụ hoàng để xử lý. Nạp chút tiền sẽ...